Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay Thảo sang thử cái mì xăm giang màu vàng này nha. Thì cái này có phô mai nha cô chú. Bình thường thì Thảo không có ăn phô mai đâu, nhưng mà bữa nay Thảo sẽ ăn thử cái này luôn. Với lại mì gói thì Thảo nghĩ phô mai chắc cũng không có đến nỗi nhiều ở trong đây đâu. Đó. Còn cái này là sò đẹp, Thảo đang áp chảo. Cái này Thảo không có niêm cái gì hết nha cô chú. Thảo chỉ cho một xíu dầu đó, hoặc là mình cho bơ cũng được, mà Thảo thì Thảo không có thích bơ cho nên Thảo cho dầu. Bây giờ Thảo sẽ áp chảo cho nó chín hết hai mặt ha, rồi xong Thảo sẽ đi nấu cái gói mì kia luôn. Còn nào con nấy unu luôn nè cô chú, với một xíu nó Thảo sẽ có thêm măng tây nha. Đó, đã chưa, bự chà bá luôn á. Rồi bây giờ Thảo sẽ để măng tây vô nha. Đó, cho măng tây nó tái tái luôn, mình sẽ ăn chung. Măng tây xanh, Thảo là Thảo khoái ăn măng tây xanh hơn là măng tây trắng. Đó, một bên nó đã được rồi nè cô chú, bây giờ mình cho cái măng tây này nó tái nữa, vậy là được rồi đó. Rồi bây giờ Thảo sẽ trụng cái gói mì này trong 5 phút theo hướng dẫn sử dụng ha. Thì ở trong đây nó có hai cái gói này, cái này là sốt nè, còn cái này là cái phô mai á, một xíu nữa mì chín Thảo sẽ cho hết hai cái này vô luôn nha. Mì sau khi mà chín Thảo chắc hết nước ra, bây giờ Thảo sẽ cho cái hết cái gói sốt này vô nha. Mình sẽ cho cái gói sốt này vô trước rồi Thảo sẽ trộn lên, còn cái gói phô mai Thảo sẽ cho vô sau. Đó, trộn đều lên nha, bốc khói luôn. Cái này không biết có cay không nữa, mì phô mai có phô mai không biết cay không, bốc khói luôn nha. Trộn xong Thảo sẽ cho ra dĩa rồi Thảo mới rắc phô mai lên nha, đang còn nóng nè. Rồi bây giờ Thảo sẽ rắc hết cái gói phô mai này lên nha. Đó, cho hết lên luôn. Vậy là xong. Ok là xong rồi đây. Sò đẹp măng tây với lại mì xăm giang phô mai. Thảo mời ông bà cô chú cùng ăn với lại Thảo nha. Rồi bây giờ Thảo sẽ trộn cái mì này lên cho cái phô mai nó đều nha. Nghe cái mùi Thảo thấy cũng hơi cay đó ta. Đó, phô mai này là phô mai bột nha lại cô chú. Trong đây hình như có cái lá rong biển nữa nè. Thảo là không có ăn phô mai, ngay cả phô mai bò, phô mai con bò cười Thảo cũng không có ăn nữa. Bữa nay là lần đầu tiên Thảo ăn thử nè. Bởi vì Thảo không thích ăn hamburger lại chỗ đó đó cô chú, tại vì có phô mai á. Nếu mà ăn Thảo cũng phải bỏ cái phô mai ra. Rồi mời ông bà cô chú nha. Quên cái măng tây với cái sò đẹp này á, Thảo sẽ rưới cái nước sốt này lên nha cô chú. Cái này là nước sốt này là trong đây có ớt rồi đường muối chanh rồi, nói chung là chua chua đó, Thảo sẽ rưới luôn lên luôn chứ Thảo không có chấm gì hết. Bởi vậy nãy Thảo áp chảo cái măng cái sò đẹp này Thảo không có cho một cái gia vị gì hết, là để Thảo rưới cái nước sốt này lên nè. Nước sốt thần thánh của Thảo siêu cay, cái này là siêu cay luôn nha. Trời ơi, cái dĩa Thảo nghiêng á cho nên cái nước nó ấy, đừng đổ nha, đừng đổ nha, chắc không đổ đâu. Rồi ok, mời mấy anh mấy chị nha, cũng còn nóng. Cay dữ vậy trời. Cay quá. Tưởng mì phô mai nó không cay, ai dè nó cũng cay. Cay muốn ná thở. Cái này ăn cay nó cũng giống như mấy cái kia thôi cô chú. No. Đổ. Thảo để xuống nha, tại nó bị đổ chứ nước sốt.
Cái này nó cũng cay giống như mấy mì Sâm Giang kia thôi, chỉ có cái là nó có thêm phô mai. Ăn cái măng tây. Măng tây nó giòn. Trong đây là 6 con sò điệp nha cô chú. Đây bây giờ Hảo sẽ ăn một con sò điệp. Wow. Xuất sắc. Cái muối của Hảo siêu cay nhưng mà cái mì này cay hơn. Rồi cái này ăn nó ngon quá trời ngon luôn cô chú. Măng tây nó giòn, sò đẹp ngọt. Nhưng mà có phô mai Thảo không thích. Ăn thử cho biết thôi chứ Thảo không thích phô mai. Mì cay Thảo ăn được, ăn lại chứ mì cay phô mai này là Thảo không ăn lại nữa. Tại Thảo không thích, Thảo không thích cái mùi phô mai. Nãy Thảo quên lấy nước, giờ cay quá. Bữa nay anh Ban với Duyên đi học rồi nên Thảo quay một mình. Ngày mai là có ở nhà. Cay gì mà cay dữ vậy trời. Cái con sò đẹp này nó bự lắm nha. Nha cô chú, bự lắm á. Bữa nay Thảo ăn hai món siêu cay. Măng tây ngon dễ sợ luôn. Nó giòn mà nó ngọt.
chảy mũi luôn. Cái măng tây này á, mình làm xào sơ thôi, đậu tới đậu lui mình ăn được, và đừng làm chín, chín ăn không ngon. Mình ăn sống sống vậy nè, nó giòn, nó ngọt. Xuất sắc. Xanh luôn á cô chú. Cay quá. Rồi thì video của họ sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn ông bà cô chú đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Bye bye.